Cha bóng rổ thì kiểu như một cái bờ vai rộng, người ta có thể mình có thể dựa vào mỗi khi yếu đuối. Mặc dù là nói như vậy nhưng mà em thật sự là không có học được bóng rổ hay là đá bóng gì hết. Sự trở lại của những huyền thoại để tìm kiếm thần tượng bóng rổ tương lai. Hai huấn luyện viên chuyên nghiệp kết hợp cùng với hai nghệ sĩ tài năng Cường Seven và Will trong hành trình tìm kiếm thần tượng bóng rổ mùa đầu tiên tại Việt Nam. Hello mấy cưng. Em ơi, chơi bóng rổ với chơi bóng đá, ai thắng đủ em ơi? Đương nhiên là chơi bóng đá rồi. Tại sao? Tại vì người ta vừa đẹp, là vừa cao, là vừa to, là vừa đen nè. Nhưng mà không có hôi nên là em thích. Nice. Ai là cầu thủ bóng đá của em hiện tại? Em nghĩ là cầu thủ Kaká. Em thích cầu thủ Kaká. Tại sao lại thích Kaká? Tại vì người ta đá bóng giỏi, người ta còn đẹp trai nữa. Nani? Công Phương. Công vào. Cái pha lật kèo cuối cùng á. Đi qua hàng loạt cầu thủ, vặn sườn luôn cầu thủ môn. Nhưng lại đá ra ngoài. Em thích chơi đá bóng hay chơi rổ? Anh đoán xem em thích ăn bóng rổ hay là đá bóng. Đương nhiên là phải đá banh rồi. Sợ quá, sợ quá, phải ban nó thôi. Thứ nhất á, là mấy anh lúc mà chanh bóng ở trên sân á, mấy anh hưởng dụng á, kiểu mấy anh sẽ lộ hàng cho bộ sóng muối. Này, gạ bậy nhá. Rồi, ví dụ mà lúc mà mấy anh mà bảo vệ trái banh á, em sẽ tưởng tượng là em đưa được các anh nâng niu, bảo vệ hết một chiếc khung thành. À, lúc mà ví dụ mà xuất vô khung thành đi, anh thủ môn ảnh làm gì, anh chụp trái banh. Nhưng mà giống như anh ôm mình nha, anh ôm nha, chụp thích lắm. Còn mấy anh bóng rổ sao, anh giọng đùng 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 đùng. Hãy coi cái cách anh nó chơi, anh sẽ thấy. Hello em. Dạ em chào anh ạ. Bóng rổ chơi bóng đá em thích chơi nào hơn? Chả ai chơi em đều thích, nhưng mà em vẫn thích chơi bóng đá nhiều hơn ạ. Hiện tại thần tượng bóng đá của em là ai? Thần tượng bóng đá của em thì cũng có rất nhiều đó, nhưng mà em thần tượng nhất đó chính là Quang Hải ở trong bóng đá bên Việt Nam của mình ạ. Anh tin em đi mà. Rồi, xin xin em một điều rồi. Bỏ cho cuộc sống anh đi đi. Thái, quay ra. Thường thì mặc dù là Quang Hải cũng có nhiều scandal, nhưng mà em không quan tâm đến điều đó. Tại vì trong bóng đá thì em quan tâm đến kỹ thuật của người đá nhiều hơn. Và quan trọng là khi mà Quang Hải ở trên sân bóng thì em cảm thấy được là ngoại hình của anh rất là tuyệt vời luôn. Và nguồn năng lượng của anh
là tràn trề luôn. Và quan trọng là kỹ thuật anh rất là tốt, cho nên em rất là thần tượng Quang Hải rồi. Em thích chào bóng đá hơn á, kiểu như là cảm giác thấy các bạn chạy lên sân bóng á, nó có điểm rất là hấp dẫn, rất là cuốn hút luôn, mạnh mẽ, nó nói chung là rất là thích. Thần tượng bóng đá của em là Đặng Văn Lâm. Nhạc. Em rất là thích Đặng Văn Lâm tại vì thứ nhất là anh có ngoại hình rất là đẹp, rất là chuẩn, thứ hai là rất là tài. Seven và Will trong hành trình tìm kiếm thần tượng bóng rổ mùa đầu tiên tại Việt Nam.